khám phá công năng độc lạ của cửa cuốn và cửa nhôm tại trạm dừng chân Xuân Anh, Bình Định. Một giải pháp cửa đề cao tính thẩm mỹ và độ linh hoạt về không gian. Trong quá trình lắp đặt, Dương Thành Đức đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra một không gian phòng cho khách vừa yên tĩnh vừa linh hoạt, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng tại trạm dừng chân. Dương Thành Đức đã sử dụng 150m² cửa nhôm Sinfa, một thương hiệu nổi tiếng với độ bền cao và thiết kế tinh tế. Hệ thống cửa nhôm này không chỉ đóng vai trò là một phần của thiết kế mà còn mang lại nhiều lợi ích về mặt công năng. Với khả năng cách nhiệt tốt, cửa nhôm Sinfa giúp duy trì nhiệt độ ổn định trong phòng, mang đến sự thoải mái cho du khách bất kể điều kiện thời tiết bên ngoài. Tính thẩm mỹ cao. Với thiết kế hiện đại và tinh tế, cửa nhôm Sinfa không chỉ đảm bảo tính bền vững mà còn tạo lên vẻ đẹp sang trọng, hài hòa cho không gian ở. Để tối ưu hóa không gian, đảm bảo sự linh hoạt trong sử dụng, Dương Thành Đức đã lắp đặt 4 bộ cửa cuốn Star Door. Các cửa cuốn được lựa chọn và thiết kế đặc biệt để phù hợp với nhu cầu chia tách không gian của trạm dừng chân. Khả năng điều chỉnh linh hoạt. Cửa cuốn Stador có thể dễ dàng điều chỉnh để thay đổi cấu trúc không gian từ mở sang riêng tư. Điều này rất hữu ích trong việc tối ưu hóa diện tích sử dụng, cho phép phòng tiếp khách có thể chuyển đổi mục đích sử dụng một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tăng cường trải nghiệm người dùng. Nhờ vào tính năng điều chỉnh linh hoạt, cửa cuốn giúp tạo lên một không gian tiện nghi đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ việc nghỉ ngơi đến phòng họp hoặc các sự kiện nhỏ. Quá trình lắp đặt cửa tại trạm dừng chân Xuân Anh được Dương Thành Đức thực hiện một cách tỉ mỉ và chuyên nghiệp. Đo đạc chính xác. Từng chi tiết trong quá trình đo đạc đều được thực hiện một cách cẩn thận và đảm bảo được lắp đặt đúng vị trí và kích thước phù hợp với kiến trúc tổng thể của không gian. Lựa chọn vật liệu chất lượng. Cả cửa nhôm Sinfa và cửa cuốn Stador đều được lựa chọn kỹ lưỡng và chất lượng, đảm bảo 100% chính hãng nhằm mang lại sự bền bỉ và tính thẩm mỹ cao cho công trình. Thi công cẩn thận. Đội ngũ kỹ thuật viên của Dương Thành Đức đã thực hiện thi công với sự chính xác cao từ khâu lắp ráp cho đến khâu hoàn thiện, đảm bảo mỗi chi tiết đều được hoàn hảo và đạt yêu cầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong các dự án nhà phố, dự án xây dựng, Dương Thành Đức tự hào là đơn vị cung cấp và thi công giải pháp cửa uy tín tại khu vực Biên Hòa, Đồng Nai. Để được tư vấn lắp đặt cửa, hãy liên hệ trực tiếp với fanpage hoặc liên hệ qua hotline 0986 77 00 81 để sở hữu ngay bộ cửa an toàn cho ngôi nhà của bạn.